Xin chào, em là Kim Bèo đến từ Việt Nhật Auto. Hôm nay em xin được giới thiệu đến các bác chiếc Hyundai Accent ATH. Chiếc này phiên bản đặc biệt các bác nhé, sản xuất năm 2018. Và các bác cùng em xem chúng ta có gì ở chiếc xe này, có những gì nhá các bác nhé. Mời các bác cùng em xem qua nội thất chiếc xe này. Ngoại thất ạ. Đây. Đèn bi. Đèn mắt. Thiết kế rất dài, mắt dài đẹp. Mặt ga lăng thanh ngang, dạng lưới. Và đi xe. Vâng, chiếc mâm này là mâm 5 chấu nhé, 16 inch, 5 chấu 16 inch, nó cũng vừa phải cho chiếc xe nhỏ đấy thôi. Gương thì có kết hợp đèn xi nhan nhé, kết hợp đèn xi nhan, và gương này là gương có kết hợp bấm nút thì nó sẽ gập, chứ không bấm điều khiển thì nó sẽ không tự động vào, tự động ngắt đâu, tự động gập vào đâu. Cốp chỉnh điện mà cơm các bạn nhé. Logo Accent. Đằng sau là đèn có LED. Mời các bác cùng em xem nội thất chúng ta có gì nhá. Đây nội thất đây. Thì bên cánh cửa thì có nút bấm chỉnh điện. Đó, gập gương này. Chỉnh gương trái phải tám hướng. Mở cửa. Đây. Đây ra. Mình cùng nổ máy nhé. Đấy. Chiếc này đã lăn bánh được 4 vạn này. Gương có hỗ trợ. Vô lăng này hỗ trợ chiếc vô lăng này hỗ trợ lái bằng điện nhé. Các bác nhìn này, chúng em dùng một ngón tay thôi, vần vê thoải mái thôi. Đấy. Bên màn hình táp lô thì có bằng tua RPM, tức là các thông số bên phải là km và dầu xăng nhé. Đây, cửa gió điều hòa con này 2018, điều hòa vẫn còn mát sâu luôn đấy. Ở đây chiếc này còn chỉnh có tích hợp màn này thì nó cũng bé, nó thật là với các bạn là bé, tuy nhiên thì nó vẫn đầy đủ các tính năng, và hơn nữa thì nó có cái bản đồ này có thể xem được số km và các đi trên đường có các biển báo các thứ luôn đấy, rất tiện lợi. Đây chỉnh điều hòa thì bằng cơ các bác nhé. Đây các bác nhìn, gật gù thì gật gù bằng cơm nhé. Đấy, chúng ta gạt cái này ra rồi. Hạ lên hạ xuống. Đấy. Đi nổ start top. Gió điều hòa. Nội thất thì nội thất kem. Đấy, các bác nhìn này. Cái da, bọc da cũng gọi là da thường thôi. Ngồi da này thì màu sáng như này thì mùa hè nó không bị nóng lắm. Yên tâm. Và cái đặc biệt này. Đây.
đây là đèn thôi, đèn đặc biệt đấy, cửa sổ trời các bác nha. Đấy, ấn nút này. Ok chưa, uy tín chưa đấy. Này, các trẻ em rất thích cái cửa sổ trời đấy nhá, các bé rất thích đứng ở cái phần này, đây đứng ở phần này và đứng hóng hóng hớt ở trên cửa sổ trời. Như là hôm mà đi xem đội tuyển Việt Nam đá bóng ấy, các em thấy các bé rất thích đứng ở trên và cầm cờ vẫy vui lắm, các em hot girl các thứ, trẻ em các thứ. Tiếp theo là khoang ghế lái các bác nhé. Khoang ghế lái thì à, ghế ghế đằng ghế phụ ghế ghế đằng sau thì chỗ ngồi thì có vẻ là khá ngắn, gọi là vừa đủ. Ra bình thường. Đấy. Đằng sau nhìn cửa sổ trời nhìn sẽ chuẩn hơn này. Không có cửa gió đằng sau, chỉ dùng điều hòa đằng trước thôi. Điều hòa một vùng. Đấy, các bạn nhìn ở đây nó sẽ rõ hơn cái phần đằng trước này, phần lái này. Đấy. Vâng, cảm ơn các bác đã xem hết đến cuối video nhé. Em cảm ơn các bác. Chiếc này ở Việt Nhật Auto chúng em đang giao bán với là giá là hạn 505 triệu. Đấy. Các bác muốn xem chi tiết nữa thì qua cửa hàng em 89 Việt Nhật Auto 89 Trần Thời Tông để xem chi tiết chiếc xe này nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác thấy các bác thấy hữu ích thì cho em xin một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo nhé. Cảm ơn các bác. Hẹn các bác ở các clip ở đằng sau.